Crestron bên mình là một trong những cái hãng công nghệ và nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới, được thành lập từ năm 1969, hội sở chính được đặt tại Hoa Kỳ. Hiện tại thì Crestron bên mình chuyên cung cấp những cái sản phẩm và giải pháp về mảng tích hợp về âm thanh, hình ảnh, điều khiển tự động và điều khiển thông minh, và mang tới những cái giải pháp liên quan tới văn phòng thông minh, tòa nhà thông minh và những giải pháp về tự động hóa. Thì hiện tại Crestron bên mình đã có mặt ở hơn 90 quốc gia với hơn 32 văn phòng đại diện trên toàn cầu. Tổng số lượng nhân viên hiện tại đã gần 6.000 nhân viên và cũng có khá nhiều nhà máy ở khá nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tham gia triển lãm ICTCOM 2022 lần này thì Crestron mang tới cũng khá nhiều sản phẩm và sẽ tập trung chính vào những cái sản phẩm hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho các hệ thống giáo dục về những cái giải pháp về hybrid working và hybrid learning. Đó là những cái giải pháp để phục vụ cho cái nhu cầu môi trường làm việc kết hợp và môi trường đào tạo kết hợp, hỗ trợ được cho những cái nhu cầu liên quan tới làm việc từ xa, cộng tác từ xa và giảng dạy từ xa. Bên cạnh đó thì có khá nhiều sản phẩm giải pháp chuyên dụng khác để hỗ trợ cho phía khách hàng liên quan tới tích hợp chia sẻ trình chiếu không dây và phân phối truyền dẫn hình ảnh với chất lượng cao thông qua mạng nội bộ. Bên cạnh đó còn có một phần, đó là cái phần giải pháp về điều khiển thông minh. Đến với ICTCOM 2022 lần này thì phía hãng Crestron bên mình mang tới khoảng 4 nhóm sản phẩm và giải pháp chính. Đầu tiên là sản phẩm Crestron Flex. Đây là một giải pháp series thiết bị liên quan tới thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm việc cộng tác từ xa. Ưu điểm chính của thiết bị Crestron Flex bên mình đó là việc hỗ trợ được đa nền tảng hội họp từ Microsoft Teams, Zoom, Google Meet cho tới những cái phần mềm hội họp trực tuyến dạng cloud hay dạng software được cài đặt trên máy tính của người dùng. Một cái sản phẩm thứ hai đó là Crestron eMedia Series 3. Thì đây là dòng thiết bị và giải pháp về chia sẻ trình chiếu không dây của bên mình, có thể hỗ trợ mọi nền tảng OS và mọi nền tảng hệ điều hành và mọi nền tảng thiết bị đầu cuối của khách hàng. Nó có thể hỗ trợ giải pháp về hội nghị truyền hình không dây và chia sẻ trình chiếu không dây. Sản phẩm thứ ba mà Crestron mang đến ICTCOM lần này đó là giải pháp về màn hình đặc lịch phòng họp đa năng thông minh. Đây là một thiết bị màn hình cảm ứng phù hợp cho doanh nghiệp, cho phép hiển thị nội dung thông tin cuộc họp, chỉ dẫn đường, số phòng, tên phòng, thời gian họp, đồng thời cho phép khách hàng có thể sử dụng cái thiết bị này để hướng dẫn khách hàng vào phòng họp một cách tự động. Thì đây là một cái thiết bị có thể hỗ trợ được khá nhiều nền tảng trên thế giới hiện nay, bao gồm Microsoft Office 365, Suite của Google và những cái phần mềm đặc biệt phòng họp từ các bên thứ ba khác. Tiếp đến là một cái sản phẩm thứ tư của phía Crestron chúng tôi, đó là Crestron DMNVX. Đây là một bộ thiết bị giải pháp chuyên dụng dùng để phân phối truyền dẫn tín hiệu hình ảnh âm thanh chất lượng cao nhất trên thị trường hiện nay. Đồng thời, thiết bị DMNVX của Crestron còn cho phép truyền dẫn cái bên cạnh những cái tín hiệu về audio, video chất lượng cao thì còn cho phép truyền dẫn những cái tín hiệu về USB, KVN, tín hiệu điều khiển thông minh trên cùng một cái đường network local của doanh nghiệp. Thì đây là một cái giải pháp đang là giải pháp ưu thế và vượt trội rất là lớn trên thị trường, cho phép khách hàng ứng dụng được rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ doanh nghiệp, các hệ thống giáo dục cho tới những hệ thống về nhà hàng, khách sạn, resort. Mục đích của Crestron chúng tôi đến với ICTCOM 2022 lần này không ngoài mục đích đó là có thể giới thiệu, chia sẻ đến tất cả các quý khách hàng, quý đối tác những cái sản phẩm, giải pháp công nghệ và với những cái ưu điểm vượt trội của Crestron chúng tôi. Và từ những cái sản phẩm giải pháp này, chúng tôi cũng tin tưởng và hy vọng rằng cũng sẽ giải quyết được những cái bài toán liên quan tới hybrid working và hybrid learning cho quý doanh nghiệp, quý trường cũng như là các hệ thống giáo dục ở tại thị trường Việt Nam. Thì như mọi người đã biết, trải qua 2 năm về đại dịch Covid thì thị trường ở tất cả các lĩnh vực ở Việt Nam cũng đã có nhiều sự thay đổi, và trong đó là cái thị trường về giải pháp về công nghệ,
hỗ trợ được cho doanh nghiệp những cái giải pháp về môi trường làm việc kết hợp, môi trường đào tạo giảng dạy kết hợp, hybrid working, hybrid learning có sự thay đổi cũng rất là lớn, và đây là một cái tín hiệu tốt, và đồng thời nó làm thay đổi luôn cả về mặt thị trường công nghệ nói chung, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Theo như báo cáo mới nhất của Microsoft Work Trend Index thì xu thế về hybrid working đang là một cái xu thế của toàn cầu. Một cái báo cáo khác cho thấy thì 81% doanh nghiệp hiện tại, người lao động hiện tại đang mong muốn được làm việc tại nhà. Đồng thời 77% ý kiến của người lao động là lại mong muốn được gặp lại nhân viên và những người làm việc chung, đồng nghiệp của mình. Thì đây là hai cái xu thế, hai cái ý kiến cũng khá là trái chiều. Tuy nhiên, để đáp ứng được tất cả những câu chuyện đấy thì doanh nghiệp cần phải cân nhắc đến việc đầu tư một cái giải pháp về hỗ trợ cho môi trường làm việc kết hợp hybrid working. Thì đây nó cũng đang là xu thế chung cho cái mảng giáo dục, đó là hybrid learning. Lúc này doanh nghiệp hay các nhà trường cũng như là các hệ thống giáo dục đều phải quan tâm và đầu tư đến giải pháp này để đáp ứng được với cái nhu cầu về bình thường mới và cho những cái nhu cầu làm việc cộng tác kết hợp như thế này. Cũng theo báo cáo này của Microsoft thì đằng sau cái năng suất lao động vượt trội thì 40% lực lượng lao động tại Việt Nam đang làm việc quá tải và 20% là kiệt sức. Thì chính vì điều này thì các chủ doanh nghiệp cũng nên cân nhắc đầu tư về những cái giải pháp về hybrid working để hỗ trợ cho người lao động cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm việc và đóng góp cho doanh nghiệp mình. Và đây cũng là một cái yếu tố cần thiết trong thời gian tới, đặc biệt là các doanh nghiệp mà có lực lượng lao động đông, có nhiều chi nhánh trên Việt Nam. Hiện nay thì có đến 71% các lãnh đạo của doanh nghiệp đã nhận ra được sự thay đổi này và cũng đã đầu tư những cái sản phẩm giải pháp để hỗ trợ được cho những cái yêu cầu về hybrid working. Và điều này cũng sẽ hứa hẹn trong thời gian tới môi trường làm việc tại Việt Nam sẽ có nhiều sự biến chuyển tốt hơn, người lao động làm việc hăng say hơn, đóng góp được nhiều cái thành quả và mang lại cái năng suất lao động tốt nhất. Đến với triển lãm ICTCOM 2022 lần này thì Crestron chúng tôi rất vui và hân hạnh được tài trợ đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi cũng có cái gian hàng để trưng bày sản phẩm, demo giải pháp liên quan tới những cái giải pháp về hybrid working và hybrid learning. Bên cạnh đó thì Crestron cũng tham gia vào phần hội thảo chuyên đề với một phần trình bày giới thiệu về giải pháp cũng như xu thế của về hybrid working và hybrid learning. Cũng rất mong mọi người có thể sắp xếp tham gia và ghé thăm gian hàng của chúng tôi.